Đây thì bây giờ mình sẽ nấu nước sôi. Mì này nhìn nó dày lắm nha. Rồi. Đây rồi. Đây là lần đầu tiên mình ăn mì mút ban tương đen đó nha. Và mình sẽ trộn tương đen, Trộn tương đen. vô. Trời, nó hết nước luôn nè. Mình nấu mà nước nó trộn với mì á. Giờ hết nước luôn. Đây là tương đen đó mọi người. Trộn nó lên. Mấy gói nữa vô. Tuyệt vời. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phân Hồng đây. Hôm nay mình sẽ quay lại một thử thách mới. Đó là mình sẽ ăn hết 5 gói mì mút ban tương đen. Đây nè mọi người. Mì này có tên là Coreno. Mì trộn tương đen ha, hay còn gọi là mì mút ban. Thì hôm qua mình đã mua ở trong siêu thị Aeon. Cái mì này thì một gói là 12.900 đồng. Nhưng mà nếu như các bạn mua một cái như vậy nè thì nó sẽ tặng cho một gói. Thì tổng cộng cái cục này là chỉ có 51.000 thôi. Đó, mình được 5 gói, mình thử bóc ra cho mọi người coi bên trong nè. Đây là gói mì của nó nè mọi người. Ha, 5 gói, 2, 3, 5, còn nhiều. Thôi, đúng 5 gói. Đây. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip. Mình ăn hết 5 gói mì này. Mình sẽ bỏ nó vào một cái mâm ha. Trộn mì tương đen lại và ăn hết luôn, để coi coi. Một gói là 115g ha. Đây nè, 115g. Không biết là mình ăn hết nổi hay không. Ok, bây giờ mọi người cùng theo chân mình để đi nấu 5 gói mì này nha. Đây thì bây giờ mình sẽ nấu nước sôi. Xong rồi cho vô cái gói rau ha. Cho cái gói rau vô trước. Nấu nó lên. Để mình cho mọi người coi cái hình dáng của mì. Mì này nhìn nó dày lắm nha. Nó dày hơn cái loại mì gói Việt Nam bình thường. Và mình sẽ ăn hết 5 gói. Bỏ ở đây luôn. Bỏ cho mọi người coi. Thì để làm mì này á, mình sẽ luộc trước. Và khi mà nó mềm rồi đó, mình sẽ đổ nước ra nha. Chắc cái nước ra. Mình chỉ chừa lại khoảng chừng 2 đến 3 muỗng nước thôi. Muỗng mà muỗng mình ăn cơm á, mình chừa lại khoảng 2 3 muỗng. Để có gì lát nữa mình đổ tương vô mình trộn á cho nó dễ, chứ nó không có khô lắm. Đó. Mềm mềm nè. Bỏ vô tiếp. Đây là lần đầu tiên mình ăn mì mút ban tương đen đó nha. Trước đây mình chỉ ăn mì Coreno thôi, nhưng mà là mì cay á. Còn mì tương đen mình chưa ăn. Hôm nay mình sẽ thử ăn coi là gia vị như thế nào. Bình thường á, mình ăn mì gói á, là mình chỉ ăn có 2 gói thôi. Nhưng mà mình cũng đâu có ăn tới mức mà 5 gói đâu. Hôm nay mình sẽ thử làm cái thử thách đó coi, coi mình có đạt được không. A few minutes later. Lát nữa mình ăn quá nhiều. Rồi, được rồi, đừng múc thêm nữa, hết rồi, trong đây đâu còn gì đâu. Đây mọi người. Bây giờ mình sẽ trộn tương vô. Đây là tương đen đó mọi người. Trộn nó lên. Cho thêm mấy gói nữa vô. Tuyệt vời. Còn cái gói vừa rồi là dầu nha. Quá nhiều cho một cuộc tình. Trời ơi, tương đen kìa. Này phải mình phải trộn nhanh chứ không là mì nó sẽ bị khô. Để mình lấy mấy cái mì mà nó còn chưa dính tương đen đó, mình trộn qua. Rồi, vậy là mình đã trộn hết 5 gói tương đen vô rồi. Và bây giờ mọi người nhìn mì nè. Thì tránh trường hợp mắc nghẹt, mình đã chuẩn bị một ca nước nữa nha. Thì mình để bên đây. Thì mình sẽ bắt đầu nè. Rồi,
đúng là tương đen. Khó nuốt, rất là khó nuốt, khô quá. Cũng ngon. Ăn nó có vị nhưng mà thuốc tắc. Cái này có thêm mấy miếng thịt nữa ha. Thì được. Bây giờ mình thấy cái mì này nó hơi khô nên mình sẽ cho vô một miếng nước nóng trộn lên cho đỡ khô hơn. Cái này chắc còn khoảng 3 gói nữa mọi người. Mình có lấy thêm một vài miếng thịt tiếp tục thôi. Sắp hết rồi mọi người ơi. Oh my god. Cố lên mọi người. Còn có miếng nữa.
sắp tới rồi mọi người. Rồi. Mình đã hoàn thành thử thách ăn 5 gói mì múc ban tương đen. Và bây giờ mình đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì vì cái vị nó không có quen với người Việt Nam, cái mùi vị nó rất là lạ. Mấy lần mình ăn miếng đầu vô là mình đã thấy nó lạ rồi. Nhưng mà dù sao thì mình cũng cố gắng mình ăn được hết. Tuy không phải là hết hoàn toàn nhưng cũng được. Về mặt cơ bản thì cũng được cho là hết được 5 gói mì ha. Thì clip của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cười thì hãy like, nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Ok, chào các bạn.